Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Cảnh Kim Trang bên em. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà những cây ớt, lá cẩm thạch. Cây con em ươm hộp, nay đã lên cây con rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đây là những cây ớt, lá cẩm thạch. Ớt không nhìn cả nhà. Lá lon cẩm thạch nguyên một lô luôn. Hẹn cả nhà 2 tháng nữa là cây ớt sẽ cao phất lên nha cả nhà. Khách hàng nào đặt hàng trước thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì trong thời gian qua đã luôn theo dõi kênh YouTube của em. Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe.